phim cho cả nhà coi nha. Ông chú Chín ông hái hũ hoa nè. À, bà Thím Chín bà có coi cái này á, bà thương ổng nha, ổng lên đây ổng làm phước không à. Nhớ ổng không có gì bậy bạ hết á. Ổng lên ổng nấu cơm. Ổng lên đây ổng làm mình thiện. Ổng đi hái hũ hoa. Lên mạng luôn rồi nha. Ổng lên ổng đâu đây ổng hái hũ hoa. Rồi trưa thì sáng á ổng nấu cơm cho từ thiện. Cho ai mà có đói bụng á, làm hồ gì á, có đói bụng vô á hả, chữa cháy được bụng cơm mà đi làm. Đám hũ hoa ba người hái nha. Cho bò sữa ăn nè. Rồi ba cái cỏ này hồi đó ở đâu quỳ Bình Chánh. Cái gốc cỏ này nè, trời ơi nó cứng lắm. Mẹ hủ hoa. Cái này là trong năm á, dưa leo ăn xong rồi giờ tàn nè. Quá đáng. Bí này bí tàn. Đọt ra nhẫn lòng. Mình hái đặt nhẫn lòng nha. Chùm bao người. Đám hủ hoa bên này không? Yeah.
còn dữ. Mấy ngày rồi. Điện chị nãy quá trời mồ ơi. Không có điện lại trời. Còn mấy ngày nữa. Cô chạy thầy rồi. Cô có chạy cho thầy rồi, thầy được tăng. Chứ dù con cháu này đi muốn cái gì đó. Chạy cho thầy ơi. Nó cháu à. Nó lòng. Cháu. Nó cho làm cháu heo mình ăn cháu heo. Cháu heo nó cháu cháu lòng. Cháu heo. Ủa cái máy kia đâu hiện tám? Mình đang cháu heo rồi nó cho làm cháu heo. Cái máy kia để nhà khi nào đi đâu có dự định á đi ra đi. Chơi gặp ta lại đánh.